Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Nhằm khởi đầu cho một năm mới Nhâm Dần 2022 đầy biến động, mà nhà phát hành Fantap đã tiên phong ra mắt sản phẩm MMORPG 3D màn hình dọc chất lượng cao về phục vụ các game thủ thân thương. Mang tên Thần Vương Chi Mộng, trò chơi hội tụ đầy đủ những điều kiện cần và đủ trong gameplay để thu hút các tín đồ của dòng MMORPG lâu năm trên cả PC lẫn mobile. Đầu tiên là kiểu đồ họa cổ phong mang đậm nét văn hóa Trung Hoa xưa, cho đến cốt truyện tiên hiệp kiểu mới đầy lôi cuốn. Tạo hình nhân vật tinh tế cùng những cảnh quan kiểu tiên hiệp đầy màu sắc. Tiếp đến là phần lột tả hiệu ứng kỹ năng hoành tráng, mô phỏng hiệu ứng ánh sáng trang bị tuyệt hảo. Tất cả góp phần tô vẽ nên thế giới chi mộng lộng lẫy cho bạn thỏa sức khám phá không chán mỗi ngày. Lúc này người chơi cũng sẽ cảm thấy thích thú và tự do với những trải nghiệm màn hình dọc độc nhất vô nhị, giúp việc thao tác game dễ dàng, diễn ra mọi lúc mọi nơi chỉ với một ngón tay. Game cho phép người chơi trở thành những bậc tu tiên đắc đạo, chiến đấu với các thế lực bóng tối để bảo vệ toàn cõi tam giới. Lúc này bạn được chọn trở thành những tiên nhân đến từ tộc người hoặc tộc tiên với những kỹ năng đặc trưng chiến đấu riêng. Đó có thể là phái ngự kiếm chuyên về phòng thủ với khả năng sinh tồn cao, hay ma đồng sắm vai trò sát thủ có khả năng kết liễu kẻ địch nhanh gọn. Cuối cùng là tiên mộng, thiên hướng hỗ trợ đi kèm nhiều hiệu ứng khống chế lợi hại. Tuy nhiên đây chỉ là 3 phái cơ bản để người chơi chọn ở thời gian đầu mà thôi. Vì càng về sau, game càng mở ra nhiều công năng để bồi dưỡng, phát triển và thức tỉnh các chức nghiệp cấp cao hơn. Ngoài ra, sản phẩm cũng xây dựng một kho trang phục phong phú với đầy đủ kiểu dáng ảo hóa, từ cánh, thú cưỡi, thần binh, pháp bảo, tinh linh, cho phép bạn thỏa thích lựa chọn những set đồ phù hợp. Với phong cách chiến đấu đậm chất hành động nhưng bằng hệ thống điều khiển một ngón linh hoạt, đi cùng lối chơi nhập vai tinh tế theo thể thức màn hình dọc tiện lợi mà người chơi hoàn toàn có thể dùng một tay để thực hiện nhiệm vụ, vượt ải hay thậm chí là PK vô cùng dễ dàng. Ngoài những tính năng đặc trưng của dòng game nhập vai kể trên, game Thần Vương Chi Mộng còn nổi bật với hệ thống săn boss không giới hạn. Đây cũng là cách giúp người chơi ngày càng trở nên mạnh hơn trong thế giới tu tiên kiểu mới này. Bên cạnh đó là chuỗi hệ thống các lôi đài tỷ võ, chiến trường liên server, bang chiến, thế lực chiến đem lại những sự cạnh tranh khốc liệt để người chơi ra sức bảo vệ tam giới, mang vinh quang về cho bộ tộc. Có thể thấy, Thần Vương Chi Mộng của nhà phát hành Fantap là một phép thử tích cực trong bối cảnh làng game Việt trong suốt mấy năm đổ lại đây liên tục cho ra mắt các sản phẩm MMORPG mang phong cách lẫn lối chơi na ná nhau. Điều này vừa khiến người chơi cảm thấy nhàm chán, mệt mỏi và thao tác nhộn nhịu trên smartphone do phần lớn game nhập vai đều mô phỏng thao tác từ PC sang. Hy vọng bằng sự cải tiến trong cơ chế điều khiển và phá cách ở khía cạnh gameplay của mình, Thần Vương Chi Mộng sẽ đem đến trải nghiệm nhập vai kỳ quốc dễ thở và đầy thích hợp cho người dùng smartphone. Và đây cũng là một minh chứng cho sự khởi đầu phá cách của làng game Việt trong năm 2022, mở ra xu hướng nhà nhà, người người
thích chơi game nhập vai màn hình dọc thế hệ mới mọi lúc mọi nơi mà không gặp phải sự bất tiện nào. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi.